giới thiệu cả nhà một chiếc bếp Paloma mặt men cả nhà nhé. Một chiếc bếp Paloma mặt men đời 2017 cả nhà. Phím đề rất là dễ sử dụng. Đấy, rất là nhiều khách thích sử dụng cái phím đề này. Thì hôm nay em lên cho các anh chị một chiếc bếp Paloma đời 2017. Chiếc này em bán với giá là 2 triệu cả nhà nhé. Em sẽ quay rõ lại gần cho các bác tiện theo dõi này. Đây ạ, đây là cái kiềng cả nhà nhé. Cái kiềng bằng thép không dỉ này. Cái cục chia lửa này thì là bằng nhôm hợp kim cả nhà. Đây các bác, lửa nó sẽ đánh ra theo các cái khay, các cái đường tia nhỏ nhỏ này đây. Đấy, rất là mới. Đây là cái chắn dầu mỡ cả nhà nhé. Mình nấu, mình chiên rán thì mình lau ở trên đây, nó sẽ không vào cái cục chia lửa nên là mình sẽ không có lo nó bị hỏng. Đây, em sẽ test lửa cho cả nhà xem luôn nhé. Đây, phím đề rất là dễ sử dụng thôi. Các bác ấn giúp em một giữ 1 đến 2 giây thôi. Đấy ạ, lửa rất là xanh các bác ạ. Cái con bếp này rất là đẹp luôn. Màu đen thì các bác vệ sinh lau chùi cũng rất là dễ. Mặt men này là mặt men xịn đấy, men VIP đấy, rất là đẹp. Em sẽ quay tổng thể cho các bác xem nhé. Đây ạ, xem nào. Thì chỉ có một số vết chảy xước như thế này thôi. Đây, em sẽ chỉ cho các bác thấy luôn. Không biết các bác nhìn có rõ không? Các bác nhìn có rõ không ạ? Em không thấy có ai nhận xét là nhìn không rõ nên là em cũng không biết là có rõ hay không. Chỉ có bác Duy Thanh là bác nhận xét là thêm ánh sáng. Thì hôm nay là em quay lúc ban ngày nên là sáng như thế này được chưa cả nhà? Đời 2017 các bác nhá, tháng 5 2017 đây ạ. Một chiếc bếp rất là đẹp, chiếc này em bán với giá 2 triệu. Chiếc bếp Paloma núm đề. Đây ạ, rất là đẹp luôn. Đây ạ, đây nhá. Đây là cái khay nướng này. Cái khay nướng em lấy cho cả nhà xem. Cái này bằng inox cả nhà nhá. Thì cũng tùy, có cái là bằng inox, có cái bằng nhôm. Thì tùy chất liệu thì em sẽ nói. Inox thì nó sẽ sáng và nhìn nó sẽ đẹp hơn là nhôm. Đây ạ, nhìn rất là sạch sẽ cả nhà ơi. Không thấy có vết gì sét luôn á. Bếp bãi mà dùng như là hàng à. Em quay lại đây. Bên này nó hơi bị ngược sáng này. Ở trong này không có gì sét cả nhà nhá. Đây, mấy cái vết xước này là do đi vận chuyển thôi, không có sao cả. Đấy các bác mà ưng chiếc này thì em sẽ quay video trực tiếp cho các bác theo dõi luôn. Đây, phím đề. Những cái bếp đời cao thì nó sẽ có cái khóa trẻ em đây cả nhà. Khóa trẻ em đây nhá. Đấy, các bác nấu xong các bác khóa nó lại giúp em. Thì con nhà mình nó sẽ không có nghịch ngược cả nhà. Đây ạ, em sẽ test lửa lò nướng cho các bác xem luôn nhá. Lửa rất là xanh, đánh rất là nhanh. Đối với cái lò nướng thì cả nhà cứ để ý giúp em một chút xíu. Đó là mình sẽ giữ tầm 2 đến 3 giây các anh chị nhá. Đây ạ, em sẽ nâng lên cho cả nhà theo dõi này. Đây, đây là cái lò nướng ở phía trong cả nhà. Không có vết gì sét gì hết nhá cả nhà nhá. Đây ạ. Các bác mà muốn xem cái nội thất ở bên trong dưới cái mặt này này thì các bác cứ bình luận cho em sẽ gỡ hết các cái ốc ra và em sẽ quay cho các bác theo dõi luôn. Đây, các cái ốc vít ở đây cả nhà. Đây ạ, thì tầm một cái bếp này có khoảng tầm 6 vít, hai bên hông. Bên này hai cái, bên này hai cái và phía sau 2 đến 3 cái cả nhà nhá. Đây, không phải gia đình nào cũng có cái nhu cầu sử dụng cái dòng bếp đa chức năng thì em bếp này rất là thông dụng thôi. Sử dụng giống hệt như là bếp ga truyền thống của mình các anh chị nhá. Các bác để ý giúp em là lắp cái này thì lắp theo chiều cho nó đúng, không có là các bác sẽ không có đẩy vào được đâu. Không phải là mình hỏng hay là mình sao cả, nhưng mà do mình lắp nó bị sai thôi. Đấy, cái phím đề rất là đẹp. Cái này rất là đẹp luôn cả nhà. Đây ạ, rất là đẹp luôn. Đây là mặt men các anh chị nhá. Mặt men đấy, không, đối với cái dòng không cần nhiều chức năng, đối với các bạn anh chị mà không cần nhiều chức năng thì là em này sử dụng rất là ok. Em này rất là đẹp luôn. Đây ạ. Vẫn với các tính năng đó là chào nước tắt bếp, cạn nước tắt bếp và gió thổi tắt bếp cả nhà nhá. Em sẽ test cái tính năng là gió thổi tắt bếp đi cho các bác theo dõi. À, đây là cái cần gạt lửa cả nhà nhá. Lửa to nhỏ này, lửa to nhỏ. Đấy, em sẽ thổi cả nhà xem này. Lửa vẫn đang cháy cả nhà nhá. Đây, sau khoảng tầm 10 giây. Đây, sau khoảng tầm 10 giây thì nó sẽ khóa ga cả nhà nhá. Được 10 giây chưa ta? Cả nhà cùng đợi chờ, cùng đợi chờ với em nhá. Chưa thấy đèn báo sáng.
À đây rồi cả nhà ơi, đèn đã báo sáng ở đây rồi cả nhà ơi. Đây cả nhà để ý giúp em này, như thế này là đã khóa ga nhá. Thì trong cái lượng video em không có test hết được tất cả các cái tính năng, nhưng mà em chỉ test 1-2 tính năng thôi. Ví dụ như cái nào có hẹn giờ thì em sẽ test hẹn giờ và gió thổi. Còn cái này không có chức năng hẹn giờ thì em sẽ test cái tính năng là gió thổi tắt bếp cho các bác tiện theo dõi. Đây không có, không còn ga, rất là an toàn luôn cả nhà nhá. Đèn ở đây vẫn sáng, là bếp vẫn bật này. Bây giờ em tắt đi thì đèn sẽ hết sáng, các anh chị để ý giúp em nhá. Đây bị em tắt này. Đấy ạ, hết sáng luôn đúng không cả nhà? Một chiếc bếp rất là thông minh. Chỉ thêm vài trăm thôi. Vài trăm thôi thì các bác có thể thêm một chức năng, đó là thêm một cái lò nướng này và thêm cái chức năng là khóa an toàn, khóa trẻ em, tiết kiệm ga. Đấy, so với cái việc mà mình dùng bếp, mình mua bếp nội thì cũng tầm 1,3 triệu, 1,4 triệu rồi đúng không ạ? Đấy. Các bác thấy bếp đẹp thì cho em xin một nốt like, một nốt đăng ký cả nhà nhé. Em video nào em cũng xin hết ạ. Là các bác đã đăng ký rồi thì em rất cảm ơn các bác đã theo dõi. Còn các bác mà mới vào sau, mới biết đến kênh của em thì các bác cho em xin một nốt đăng ký các bác nhá. Rồi em chào mọi người, em sẽ lên những video về những chiếc bếp tiếp theo cho cả nhà tiện theo dõi ạ.